Ngày lễ sọ người ở Bolivia tiến từ Bolivia, một truyền thống cổ xưa được bắt nguồn từ tập quán bản địa, hiện đang trở nên phổ biến hơn ở Bolivia, nơi mà ngày càng nhiều người tham gia trang trí cho Natitas, là những chiếc sọ người được tin là có thể mang lại may mắn cho con người. Các Natitas được giấu ở trong nhà trong suốt phần lớn thời gian của năm, tuy nhiên chúng sẽ được đưa ra ngoài để trang trí vào thời điểm một tuần sau ngày lễ All Saints Day hàng năm. Ở La Paz thì người ta thường giới hạn ngày lễ sọ người vào ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên hiện nay thì nó đã được nới rộng thời gian và đang ngày một trở nên phổ biến hơn trước. Vào hôm thứ Sáu tuần trước thì gia đình của Ipro ở thành phố Templa de Rani đã tập trung để thắp nến, cúng thuốc lá và đồ uống chặt Natitas, chia sẻ với chúng về những mong muốn và hy vọng của họ. Theo truyền thống thì những chiếc hộp sọ sẽ là của một người nào đó tặng lại cho gia đình. Tuy nhiên nhiều người tin rằng Natitas thường là hộp sọ của người thân quá cố. Tại nghĩa trang trung tâm của La Paz, rất nhiều người đã cúng cho Natitas bánh kẹo, hoa quả, lá coca, thuốc lá và rượu, với hy vọng là chúng sẽ mang về cho họ may mắn. Truyền thống nói trên được cho là phát sinh từ tục lệ Uruchipaya, phong tục đào mã người chết trong ngày giỗ đầu của họ. Giáo hội Công giáo La Mã không tán thành tục lệ nói trên, họ đã phải thay đổi quyết định sau một cuộc tấn công phản đối của người dân cách đây 12 năm. Truyền thống Natitas là sự hợp nhất của công giáo và tín ngưỡng bản địa, được thực hiện bởi các nhóm người bản xứ ở Bolivia. Hiện nay thì truyền thống và văn hóa của Aymara, Quechua và một số nhóm khác vẫn còn rất mạnh ở Bolivia, nơi mà người dân bản địa vẫn đang chiếm số đông.